Tiếp tục phiên chất vấn ngày hôm nay của phiên họp 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã tranh luận với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long về việc sắp tới dự kiến Quốc hội xem xét thông qua hàng chục dự án luật, trong khi Chính phủ dự kiến bổ sung thêm. Và ví von, một người gánh 50kg còn khó, giờ bắt gánh 100kg thì có làm được không? Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng là do nhiệm vụ mới nên cần thường xuyên điều chỉnh sao cho hiệu quả. Mấy ngày nay, báo chí liên tục đưa tin về việc Chính phủ đang giáo diết chỉ đạo xây dựng các dự án luật sửa đổi 13 luật, có vướng mắc, bất cập và sẽ đề nghị Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp thứ 8 sắp tới. Nhưng luật vừa mới thi hành đã phải sửa đổi, thậm chí luật chưa thi hành cũng phải sửa. Nhiều địa phương, nhiều dự án chương trình không muốn áp dụng quy định của luật mà lại đòi hỏi phải có cơ chế chính sách đặc thù, khác luật. Vậy đề nghị Phó Thủ tướng cho biết những việc này có nguyên nhân vì đâu? Trách nhiệm của Chính phủ trong việc các luật cứ liên tục phải sửa đổi là như thế nào? Thế thì dự kiến sẽ sửa đổi bổ sung luật đầu tư công, luật PPP, luật doanh nghiệp, quy hoạch và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan để thực hiện luật quy hoạch. Cái nhóm thứ hai là luật ngân sách nhà nước, luật quản lý thuế, luật quản lý sử dụng tài sản công, kế toán dự trữ quốc gia, kiểm toán độc lập và chứng khoán. Cái lý do mà chúng ta nói rằng là các cái đòi hỏi thực tiễn và các cái giải pháp để xử lý góp phần phát triển kinh tế xã hội, đấy là cái cơ bản. Và cái thứ hai là cái chủ quan ở cái chỗ là chúng ta nhận thức chưa hết. Cái nguyên nhân chủ quan thì báo cáo Quốc hội là cũng có cái sự chưa chủ động và không nhận thức hết được của các bộ, các ngành. Tại kỳ họp thứ 8 sắp tới, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với 25 dự án, trong đấy thông qua 12 dự án luật. Và hiện tại thì Chính phủ vẫn đang tiếp tục đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Thế thì với một cái bộ máy mà năng lực rõ ràng là đang có vấn đề như vậy, tức là một người mà gánh được có 50 cân còn khó, mà bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục bắt người ta phải gánh đến 100 cân, thì liệu có làm được không? Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long thừa nhận thực tế đại biểu nêu là chính xác và cho rằng trong xây dựng pháp luật cần dung hòa giữa hai việc, một là đáp ứng yêu cầu thực tế, thứ hai là giữ ổn định hệ thống. Điều khó nhất là dung hòa được điểm gặp nhau giữa hai việc. Thì nhiều khi là chúng ta quy định một cách nó phổ quát, mà pháp luật thì là một đại lượng trung bình của xã hội. Tức là cộng cái yêu cầu của cái nhóm trên, cộng yêu cầu của nhóm dưới, tổng thể thì phải ra được một cái đại lượng trung bình. Như thế có nghĩa rằng ấy là trong một số trường hợp ấy, nếu chúng ta đứng về phía của một số để đáp ứng cái yêu cầu nó cụ thể, nó thiết thực, nó rõ ràng hơn của một nhóm, thì nhóm sau là khó. Trước vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết do tình hình mới, nhiệm vụ mới nên phát sinh vấn đề mới và thường xuyên điều chỉnh là chuyện đúng lẽ tự nhiên. Và điều quan tâm là mối quan hệ giữa cái tổng quát chung của pháp luật với cái đặc thù. Làm sao để phát huy được cái vai trò đội ngũ của cán bộ, nâng cao trách nhiệm, nâng cao trình độ và đồng thời làm sao để nó đừng quá tải. Thực tế hiện nay là nhiều cán bộ, kể cả đại biểu Quốc hội chuyên trách lẫn cán bộ chuyên môn của Quốc hội làm việc 1-2 giờ đêm, nhất là trong các kỳ họp. Và nói như đồng chí Phương Thủy một cái hình tượng rất ngắn gọn thôi, sức gánh được có 50 cân thôi, bây giờ cứ bắt gánh một tạ mà bắt mãi thế này thì sao chịu được. Đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử của công dân, đây được xem là căn cước trên không gian mạng để xác thực danh tính khi tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng nạc danh lừa đảo. Hiện Bộ Công an đã bố trí lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao ở công an 63 tỉnh thành. Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã nêu rõ khi đăng đàn trả lời phiên chất vấn sáng nay của phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước câu hỏi của đại biểu về việc tội phạm trên không gian mạng đang ngày càng trở nên phức tạp, đông đảo cử tri cho rằng Chính phủ cần tổ chức một lực lượng chống tội phạm trên không gian mạng nhiều hơn, bài bản, đầy đủ hơn để đủ sức ngăn chặn tội phạm này. Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn là thách thức an ninh phi truyền thống ở các nước đều phải đối mặt. Có 3 đặc điểm dẫn đến khó phát hiện: không biên giới, tính ẩn danh cao và trình độ công nghệ cao. Hầu hết trên đời thực không có gì. Trên không gian mạng có cái đó, đời thực có một thì lên không gian mạng nhân lên nhiều lần. Qua đó hạn chế tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phải đẩy mạnh ứng dụng cái tài khoản định danh điện tử của công dân. Đây được xem là căn cước trên không gian mạng để xác thực cái danh tính khi tham gia các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước, hạn chế cái tình trạng nạc danh, lừa đảo. Thứ hai là phải ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kịp thời xác thực thông tin, làm sạch tài khoản của ngân hàng, loại bỏ những tài khoản ảo, làm sạch tài khoản thuê bao di động,
loại bỏ SIM rác, qua đó hạn chế tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo. Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết giải pháp đang được Bộ Công an thực hiện là nâng cao tiềm lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ Công an cũng đã bố trí lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại công an các địa phương, 63 tỉnh thành đều có cái lực lượng này. Đây là lực lượng chủ công. Đồng thời các lực lượng khác của Bộ Công an cũng được nâng cao cái kỹ năng, khuyến cáo với cử tri, người dân tự mình nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự đề kháng để phòng ngừa với cái tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thượng tướng Lương Tam Quang khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận điện thoại của người lạ, thường xuyên cập nhật tính năng bảo mật và quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân người đó. Theo kế hoạch, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2025, phấn đấu hoàn thành trước tháng 10 năm 2024 để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức trong phiên họp lần thứ 36 sáng nay, vấn đề về giải quyết chế độ chính sách cho khoảng 21.800 cán bộ công chức, cán bộ không chuyên ở cấp xã, huyện dôi dư đã được các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đến nay, cả nước có 54 trên 63 đơn vị nằm trong diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo đó, có 47 đơn vị cấp huyện phải sắp xếp, dự kiến giảm 13 đơn vị cấp huyện. Số cấp xã phải sắp xếp lại là 1.247, dự kiến giảm 624 đơn vị hành chính cấp xã, tương ứng với 21.800 cán bộ công chức dôi dư ở cả cấp huyện và cấp xã. Giải quyết chế độ chính sách cho số lượng cán bộ công chức dôi dư này như thế nào, được các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Giải quyết dôi dư từ nay cho đến sau 5 năm, tức là như vậy là chúng ta tính cho đến 2025 thì như vậy là phải đến 2030 là phải giải quyết dứt điểm cái số này. Thì chúng tôi được biết là đến thời điểm này có 46 trên 54 địa phương chúng ta cũng ban hành cái chính sách để hỗ trợ cho cán bộ công chức dôi dư và số lượng người không chuyên trách ở cấp xã dôi dư. Thì như vậy là cái nguồn kinh phí để các địa phương giải quyết cái chế độ chính sách dôi dư này thực sự rất là lớn. Thì ở đây thì đối với lại các địa phương mà tự cân đối được ngân sách thì theo phân cấp ngân sách. Thế còn lại đối với lại các địa phương mà không tự cân đối được ngân sách thì các đồng chí, các địa phương sẽ tổng hợp lên để chúng tôi tổng hợp và báo cáo với lại chính phủ để cấp ngân sách để thanh toán cái nguồn kinh phí. Ngay sau khi Bộ Chính trị đối với việc xử lý, sắp xếp trụ sở dôi dư, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đã báo cáo trước phiên họp sáng nay. Đã thẩm định 43 trên 54 phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh, thành phố. Hiện nay, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết quy định một số nội dung liên quan đến các nghị quyết về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tạo điều kiện hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 23-25 trước tháng 10 năm 2024 để phục vụ việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 25-2030. Đối với việc xử lý sắp xếp trụ sở dôi dư, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ ngành liên quan xây dựng nghị định, quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng. Tính đến tháng 4 năm 2024, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ đối với cán bộ công chức dôi dư giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2023-2025. Ngoài 21.800 người dôi dư, dự kiến số lượng tài sản, tài chính, trụ sở dôi dư khoảng 2.700 so với giai đoạn trước là rất lớn.